Gần 47.000 người lưu thông vào thành phố Hồ Chí Minh đã được lực lượng liên ngành của thành phố kiểm tra y tế qua 3 ngày lập chốt kiểm soát kiểm dịch. Tính đến rạng sáng nay ngày 8 tháng 4, có 26.160 phương tiện đã được lực lượng liên ngành kiểm soát khi ra vào thành phố, trong đó gồm 23.287 ô tô và 2.873 mô tô. Có 46.897 người được kiểm tra và đo thân nhiệt với 203 người nước ngoài và 6.659 trường hợp được yêu cầu khai báo y tế. Theo thống kê từ lực lượng liên ngành, trong số gần 47.000 người được kiểm tra, có 15 trường hợp biểu hiện thân nhiệt cao trên 38 độ C đã được tiếp tục kiểm tra sâu về các yếu tố dịch tễ. Theo các nhân viên y tế, thực tế nhiều trường hợp người di chuyển trong thời tiết nắng nóng có tiền sử bệnh cũng tác động đến thân nhiệt, do đó phải kiểm tra chặt chẽ về yếu tố dịch tễ. Trước đó, từ ngày 5 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh đã lập 62 chốt trạm kiểm soát, 16 chốt trạm chính và 46 chốt trạm phụ để thực hiện kiểm soát các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố, bến xe, bến tàu, nhà ga, nơi tiếp nhận các phương tiện giao thông ra vào thành phố. Mỗi chốt đều có nhiều lực lượng tham gia như công an, kiểm soát quân sự, thanh tra giao thông, nhân viên y tế, quản lý thị trường, v.v. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.